Xin được mến chào cô chú và các anh chị. Rất vui khi được gặp lại các cô chú và các chị trong ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em lại tiếp tục đi ra với sân bay Tân Sơn Nhất. Và trước mắt của quý chị và các bạn đây chính là cái khu vực mà ga đến của ga nội địa. Thì trong ngày hôm nay thì cũng cái giờ hiện tại bây giờ là khoảng đầu giờ chiều, khoảng 2 giờ, và cũng có rất là nhiều các cái chuyến bay nội địa được đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì em xin phép được cập nhật cho cô chú và các anh chị những thông tin mới nhất của ngày hôm nay. Thì trong cái ngày hôm nay thì cái tỷ giá đô la Mỹ ngày hôm nay nó đã lại tăng ngược trở lại rồi. Và theo như chuyên gia dự báo thì trong những các cái ngày tiếp theo có thể cái tỷ giá của đô la Mỹ nó sẽ có thể nó vượt cái ngưỡng đỉnh điểm như là vào năm ngoái thì khoảng hơn 25.000 đồng. Và đối với cái tỷ giá đô la Mỹ ngày hôm nay theo như cái thông tin chính thức tại Vietcombank thì tỷ giá đô ngày hôm nay với giá là 1 đô bằng 24.467 đồng. Thì trong cái ngày hôm nay nó lại tăng nhẹ lên hơn nữa, và có cái xu hướng là nó sẽ tiếp tục nó tăng nữa. Thì đối với cái trường hợp như thế này thì chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ không có gì lạ lẫm lắm, vì trong cái trường hợp cái nền kinh tế của Việt Nam ở trong những cái thời gian gần đây nó đang suy thoái và nó đang đi xuống. Mặc dù là ở các nước phương Đông như là Israel hay là các nước Trung Đông như là Israel hay là Ukraine thì đang xảy ra chiến sự rất là khốc liệt. Thì chính vì những các cái điều đấy nó cũng một phần nào đó nó làm ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của toàn cầu. Tại vì cái nền kinh tế chung của chúng ta thì nó cũng bị cái ảnh hưởng đó, chứ không có như là nhiều quý chị mà các bạn, nhiều người sẽ nghĩ rằng là chiến tranh nó ở xa như thế, mình ở đây mình đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, không có đâu. Rồi thực sự là không có đấy. Cái khi mà cái nền kinh tế toàn cầu nó có sự gắn kết lẫn nhau, nên là nó sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau thôi. Và chúng ta sẽ có những các cái sự giao thương giữa đất nước của chúng ta với các đất nước khác, và đặc biệt là những các cái đất nước lớn như là Mỹ, Trung Quốc, Nga. Đấy là những các cái nền kinh tế mà đầu tàu của thế giới. Thì khi mà họ xảy ra những các cái chiến sự như thế thì chắc chắn là họ cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cái nền kinh tế của chúng ta nữa. Và như kể cả những tất cả các quý anh chị Việt kiều ở nước ngoài cũng thế thôi. Ở bên, nhất là bên nước Mỹ hiện tại bây giờ thì cái nền kinh tế cũng có những các cái sự chuyển biến, nó có sự thay đổi, nó làm cho hiện tại bây giờ cái nền kinh tế cũng như chính trị của nước Mỹ nó đang rất là rối bời. Và chuẩn bị tới những cái đợt mà bầu cử, và trong cái nền chính trị của kinh tế hiện tại bây giờ là đang rất là hỗn loạn. Quay trở lại với cái tỷ giá đô của trong ngày hôm nay, thì ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2023. Cái thị trường tự do nó đã về ngang với cái thị trường của ngân hàng. Thị trường tự do chính là cái tỷ giá đô ở tại chợ đen cũng như là tại các cái trung tâm mà đổi tiền dành cho du khách cũng như là những anh chị Việt kiều khi mà trở về nước để quy đổi ra để xài ở Việt Nam. Thì giá đô la trong nước sáng đầu tuần ngày hôm nay chính là ngày thứ hai thì chưa có biến động nhiều, nhưng mà thị trường tự do cũng đã giao dịch ngang với các ngân hàng. Thì sáng nay giá đô tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Cụ thể thì ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng khi còn mua vào là 24.210 đồng,
và bán ra với giá là 24.610 đồng. Trong khi đó thì Vietcombank vẫn giữ nguyên giá giao dịch khi mà vẫn mua vào với giá là 24.245 đồng và bán ra với giá là 24.615 đồng. Riêng cái giá đô la tự do quay đầu thì giảm từ 10 cho đến 20 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.520 đồng và giữ nguyên cái chiều bán ra 24.620 đồng. Hiện thì giá đô la tự do giao dịch nó cũng đã ngang bằng với các ngân hàng. Tỷ giá của trung tâm của đồng Việt Nam đối với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố lên tới mức 24.089 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần qua. Tỷ giá bán lại ở Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức là 25.230 đồng như là cuối tuần vừa qua. Như vậy thì giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại vẫn còn xa giá trần của các cái ngân hàng nhà nước. Và với giá USD quốc tế sáng đầu tuần này, chính là ngày hôm nay thứ hai, thì nó cũng lại đã giảm nhẹ, chỉ số USD index giảm 0,08 điểm xuống còn 106,57 điểm. Dù vậy thì đây vẫn là cái mức độ cao trong vòng một tuần qua. Đó thì theo như là cái trang thông tin về tỷ giá của các cái đồng ngoại tệ thì đồng đô la đã chạm tới mức cao nhất trong cái một tuần vừa qua so với cái rổ tiền tệ vào cuối tuần trước, kéo dài cái mức tăng khi mà dữ liệu giá tiêu dùng CPI của Mỹ cũng củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể phải giữ lãi suất cao trong cái quãng thời gian dài. Đồng thời thì dữ liệu công bố trong tuần qua cho thấy cái giá sản xuất PPP của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 9, trong cái bối cảnh mà chi phí sản phẩm năng lượng và cái thực phẩm tăng cao. Thì theo như một chuyên gia ngoại hối tại Mỹ thì cho rằng cái thị trường không có thực sự tin vào PPI hấp dẫn trong cái tháng 9 cho đến khi mà CPI nó lộ diện và củng cố điều đó. Đồng bạc xanh thì tăng giá mạnh cuối tuần qua là cái phản ứng đối với PPI. Bên cạnh đó ấy, thì nhiều nhà phân tích cũng cho rằng cái đồng bạc xanh được hỗ trợ nhờ vào các cái hoạt động mua trú ẩn an toàn do xung đột Trung Đông leo thang. Và đó là những các cái thông tin mà về cái tỷ giá của đồng đô la Mỹ trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cũng chính là ngày đầu tuần. Và như trước mắt của quý anh chị và các bạn đây thì hiện tại đây chính là ga quốc tế. Và cái khu vực này chính là khu vực các hãng hàng không đáp xuống và các hành khách đã bay được một cái chặng đường dài đáp xuống trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là cái ngày đầu tuần và có lẽ là nhiều ngày đầu tuần tại Việt Nam thôi. Thì hiện tại như bây giờ thì có thể đây đang là buổi chiều tối của ngày Chủ nhật cuối tuần ở bên Mỹ. Thì ngày đầu tuần ở ngay tại Việt Nam ấy thì ngày hôm nay mọi người cũng đã bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng mà nhìn chung ấy thì cái không khí của ngày hôm nay thì nó cái ngày đầu tuần nên thành ra là nhiều người cũng vẫn còn hơi ái ngại. Cái ngoài đường xá thì vẫn cứ như thường lệ, là vẫn cái tình trạng kẹt xe vẫn khủng khiếp như bình thường thôi. Và trong những các cái thời gian tới thì
Sài Gòn sẽ cho xây dựng cái cầu vượt ở ngay tại ngã 6 Dân Chủ để giảm thiểu cái tình trạng mà ùn tắc giao thông xảy ra rất là khủng khiếp ở đấy trong cái thời gian vừa qua. Quay trở lại với cái không khí tại phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay, rất là nhiều các hãng hàng không đã đáp chuyến bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất ngày hôm nay, và hành khách đã trải qua những các chặng bay rất là dài để xuống đây, có thể sẽ nghỉ ngơi một cái quãng thời gian rất là lâu tại Việt Nam. Trước mắt quý chị và các bạn thì đấy là những tiếp viên hàng không. Còn đây chính là cái khu vực mà cà phê cũng như là nghỉ ngơi. Phía bên tay trái là cái khu vực nhà gửi xe của phi trường Tân Sơn Nhất. Còn phía bên tay phải chính là ngay cái khu vực ga nội địa của Tân Sơn Nhất. Thì đối với những quý chị và các bạn nào mà bay từ nước ngoài về trở về những các cái khu vực miền Trung thì sẽ đi bộ ngay sang bên phía phi trường ga nội địa để bay một chuyến bay nữa trở về với quê hương của mình. Đây chính là phía bên trong nơi mà để chờ, để đặt xe công nghệ cũng như là xe taxi hoặc là xe ôm. Đối với quý anh chị nào có thể đi xe ôm cho nó ít hành lý thì chúng ta cũng vẫn có thể đi xe ôm cũng được cho nó nhanh. Và video tới đây thì xin phép được tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn quý chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn một đầu tuần vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, công việc luôn thuận lợi. Xin hẹn gặp lại vào những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ.